Chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Đây, hôm nay về cái con 50 này. Này cái xe 50 này. Cái này là Index. Mình quay cái màu áo đây. Phần M1 nha anh em, này con này. Cái này đều có cái mã số của nó luôn. Rồi quay qua. Này là ta thử dầu rồi nha này. Mình mua thử dầu cho nên hôm nay mình sẽ không thử dầu nữa. Đó, con này là mình mua là đã thử dầu nó rồi. Rồi xe cái này. Không mang mua xe đầu cốt ở đâu. Đếm cốt nè. Tính lên đếm lại đâu nè. Này. Cốt 12 răng anh ạ. Này cốt 12 răng đường kính cốt 20 á. Nhông nhông mình có thể nhìn được ở bên trong thấy sáng lắm. Và xem cái này. Này nó còn chạy chưa hết nước sơn nha. Rồi, cảm ơn anh em nhớ like cho một like. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ với Phụ Tùng Xe Đào Máy Công Trình. Số điện thoại là 0907 255 116 nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông nha. Để mình ba up những cái series mới nó sẽ hiện cho anh em. Anh em mua hàng trên này thì đều được giảm giá nha. Đều được giảm giá 10-20% anh em, số nhiều lắm ạ. Rồi, thank you anh em. Chúc anh em ngày mới mua may mắn đắt nha.